Xin chào các bạn, nếu các bạn đăng ký kênh thì chưa đăng ký được cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ kênh. Trong video này mình sẽ dẫn mọi người dự án Token Place Aerodot Row 2. Ở đây dự án này nó có trên sàn Bitmax mọi nhá. Ok, bấm Send Messenger cho mình. Rồi sau đây bấm Start cho mình. Rồi sau đó nhập mã captcha cho mình nhá. Ok, bấm Submit. Rồi rồi vào kênh group Telegram và kênh channel Telegram. Ok, quay trở lại, bấm vào submit. Nhập email của mọi người vào. Ok, tiếp theo follow Twitter. Mọi người kéo lên trên. Mọi người sẽ follow Twitter cho mình. Bấm theo dõi này, rồi quay trở lại. Ở đây nhập username tài khoản Twitter mọi người vào. Để mình xem tài khoản Twitter của mình là gì đấy. Ok. Rồi. Tiếp theo là join vào kênh Discord. Ở đây mọi người join vào con kênh Discord. Ở đây. Nó chấp nhận là mời. Rồi kéo sang phải. Và kiểm tra có verify không? Không cần đúng không? Rồi ở đây mọi người sẽ bấm vào kéo sang phải này. Kéo sang phải mọi người sẽ bấm vào phần dưới này avatar đây. Mọi sao chép cho mình cái username 8454. Sau đấy gửi vào đây. Ok, tiếp tục join vào kênh Android đi YouTube, subscribe kênh YouTube, sau đấy là chia sẻ, mở kênh YouTube lên. Ở đây mọi người chia sẻ video này, mở video lên, bấm vào cái video này, sau đây bấm vào đây, sau đấy bấm chia sẻ, bấm vào chia sẻ lên Twitter, ở đây nhá, bấm đăng. Rồi quay lại Twitter xem nó có chưa. Ở đây có rồi nhé mọi người nhé. Rồi quay trở lại bot. Bấm yes. Ok, mình copy profile link kênh Twitter của mọi kênh YouTube của mọi người nhé. Bây giờ mọi người sẽ quay vào YouTube này. Sau đây bấm phần avatar và phần kênh của bạn. Новый онлайн кинотеатр Кио. Подключайся. Sau đây là phần ba gạch. Bấm vào chữ chia sẻ. Bấm vào sao chép được link liên kết. Rồi. Quay lại gửi link vào đây. Ok. À quay vào Twitter cho mình. Ở đây nó có cái video mọi người chia sẻ ở trên Twitter, mọi người bấm sao chép cái link này cho mình. Bấm sao chép liên kết. Ok. Gửi lại đây. Rồi. Bạn đã join vào kênh liên kết này chưa? Bấm yes. Mở open lên. Mọi người sẽ join vào kênh liên kết, sau đó retweet là kênh liên kết. Bấm thích này, retweet là kênh liên kết. Ok. Quay lại. Bấm yes. Rồi. Ở đây join vào kênh Telegram. Đã join, bấm yes. Ok. Ở đây mọi người sẽ dùng ví Matic nhé, Polygon Matic nhé. À, mọi người sẽ join lại ở kênh kênh Twitter trên này này, kênh Twitter của trang chủ nhé. Ở đây mọi người lúc nãy mình chưa retweet đúng không? Mọi người mở lên retweet cho mình. Retweet là bài đăng đầu tiên này. Đây retweet là bài này. Ok. Rồi tiếp theo mọi người sẽ dùng địa chỉ ví, mọi người sẽ dùng địa chỉ ví Matic ở ví MetaMask cho mình nhé. Mọi người copy địa chỉ ví MetaMask cho mình là được, không cần gì hết, chỉ cần lấy địa chỉ ví MetaMask cho mình nhé. Sau khi lấy địa chỉ ví Matic MetaMask thì mọi người sẽ gửi vào đây.
Ok. Bạn hãy join vào kênh support. Kênh này nó mình bị lỗi nó không vô được. À rồi, được rồi. Ok. Quay lại này. Rồi. Sau khi đã làm xong bấm vào skip. Rồi. Và cuối cùng mọi người sẽ có link thread và chia sẻ bạn bè và người thân. Bấm bay lên mà chơi Suzu. Mọi người sẽ nhận được 500 token top nhé. Ok, như vậy là mình hướng dẫn mọi người dự án nhận 500 token stop đến từ row 2. Dự án này tôi là row 1 nó đã phân phối về ví mọi người nhé. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.